4 món ăn sáng gây tăng cân. 1. Bánh quy. Bánh quy thường chứa lượng calo, chất béo dẫu và không cung cấp chất xơ, protein và chất dinh dưỡng cần thiết để cảm thấy no trong suốt buổi sáng. Ăn bánh quy vào bữa sáng có thể khiến lượng đường trong máu tăng nhanh nhưng cũng giảm đột ngột. Điều này dễ khiến cơ thể cảm thấy đói nhanh và ăn nhiều hơn những món ăn khác, gây tăng cân khó kiểm soát. 2. Nước ép trái cây. Nước ép trái cây chứa nhiều đường và thiếu chất xơ, dễ khiến lượng đường trong máu tăng giảm đột biến, đồng thời làm tăng lượng calo một cách đáng kể. 3. Đồ ăn nhanh. Thịt xông khói, xúc xích cùng bánh mì thường chứa nhiều chất béo bão hòa và natri, thủ phạm khiến tăng cân mất kiểm soát. Đồ ăn nhanh thường có lượng calo cao và các thành phần chất béo không lành mạnh, không chỉ gây tăng cân mà còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe. 4. Bánh ngọt. Đừng lựa chọn bánh ngọt cho bữa sáng nếu không muốn tăng cân vèo vèo. Trong bánh ngọt có rất nhiều calo nhưng thiếu chất xơ và protein cần thiết. Ăn bánh ngọt vào buổi sáng có thể khiến bạn nhanh đói và tiếp tục ăn một thực phẩm không lành mạnh khác.